Những ngày nắng kéo dài á thì những cơn mưa đầu mùa bắt đầu xuất hiện. Lúc này á thì cây cối ở sau vườn dường như được tưới tắm nè, rất là tươi tốt luôn. Thời điểm này á thì Hạnh nhớ là mình ra ao á ở phía sau ha, rồi mình xuống mình bắt cá lội sình vậy đó, rất là dơ nha nhưng mà rất là thích luôn. Mà Hoàng Hạnh biết không, nói về bắt cá là tôi Nguyễn nhớ hồi đó khi mà tắt mương á, bắt đầu nước nó gần cạn á là cá bắt đầu nó chạy tăng 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 ở trên mặt nước á, cái chúng ta lội sình cái gượt theo, bắt nào là cá phi nè, cá sặc nè, đem về làm những cái món ăn rất là dân dã luôn. Nhưng mà khi tới buổi chiều á, đầm ấm bên mâm cơm gia đình á mà chúng ta cảm thấy vui, đó là một cái thành quả lao động của chúng ta sau một ngày rất là nặng nhọc. Vậy thì trong chương trình Miền Ký ức hôm nay xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo chân Hoàng Hạnh và chú Nguyễn, chúng ta hãy về quê bắt cá thôi nào. Những món ăn quê trong ký ức không cao sang, không thịt thà đầy ắp, mà ngược lại giản đơn hết sức, có chút tự biên tự diễn trong cách kết hợp nguyên liệu, cách nấu nướng cho hợp với điều kiện sống. Ngẫu hứng nấu lên, không ngờ vô tình ngon lành, hợp ý, để rồi những món ăn quê cứ thế hình thành quen thuộc trong tâm thức con người, ghi nhớ mùi vị và khi thấy thèm lại được nấu lên để cả nhà cùng thưởng thức. Những đứa con của miền quê nghèo như tôi lớn lên, dù đi khắp phương trời thì vẫn hằn sâu trong ký ức hình ảnh quê hương, những ngày thơ ấu với cái bếp nghèo mộc mạc giản dị. Tuổi thơ xưa đã đi qua mấy chục năm ròng, nhưng chắc chắn những món ăn chân giả lại chính là mùi vị khiến người ta không bao giờ quên được. Để rồi đi khắp nẻo phương trời, có những lúc nhớ nhà da diết, bất giác thèm được ăn vài món quê nhà mà quay khoát lòng. Ngày ấy, cuộc sống gia đình của xóm làng đa số thiếu ăn thiếu mặc, cuộc sống khó khăn hơn bây giờ. Bữa cơm chiều lúc no lúc đói, giản dị rau vườn, cá này cá kia trong ao hoặc tôm tép ở sông rạch, mương tự bắt. Cuộc sống nghèo khổ khiến những đứa trẻ ngày ấy đã có được đức tính chịu thương, chịu khó và lam lũ vất vả của cuộc sống, biết thương ba, thương mẹ từ rất sớm. Có được bữa cơm chiều, cả nhà quây quần bên nhau là sự cố gắng rất lớn của người cha, người mẹ của thời gian khó ấy. Quê tôi ở xứ miệt vườn, từ lúc còn nhỏ đã khắc sâu trong lòng với những buổi chiều cùng cha đi tát mương, hay có người gọi là tát dũng. Trên những con mương rợp bóng vừa mát rười rượi, ngày đó tát bàn tay nên chọn những đoạn mương không lớn. Với công việc này rất là cực, phải có sức bền và chịu khó lặn lội bùng lầy. Mấy tàu dừa xung quanh cũng đã mục, còn trơ lại gốc nhèm nhẹp nước. Cha lội xuống hai đầu đoạn mương, hì hục móc đất bùn dọc bờ đắp chắn ngang lại. Thế rồi mấy anh em thi nhau tát nước ầm ầm, cái âm thanh nghe sôi động lần lần cả đường. Nước cạn dần, bùn sền sệt, cá tôm thi nhau búng quẩy, cá lặn trong bùn, cá trốn trong bụi cỏ sát bờ. Cá quẩy đuôi trốn khỏi những đồi tài diệu nghệ của cha con anh em tôi, nhưng đành chịu thua. Chỉ chờ có thế, tôi đưa tay chộp bắt. Cảm giác được ngâm mình trong bùn lặn hụp mò cá thiệt là thú vị đối với những đứa trẻ miền quê như chúng tôi. Mỗi khi bắt được cá là mừng như được cho quà bánh. Đứa nào trong nhóm bắt được cá to còn sót lại là được ngưỡng mộ dữ lắm. Niềm vui ấy rất đổi bình dị mà mang đậm hồn quê, nuôi dưỡng tâm hồn bao thế hệ. Ngày xưa cá đồng nhiều lắm, có lẽ vì môi trường sạch, không thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ như bây giờ. Giờ mỗi khi trong xóm có ai đi tát mương là anh em chúng tôi cùng rủ nhau đi xem.
Chúng tôi cầm sẵn cái rổ, cái thau hay cái giỏ bắt cá thường ngày của mẹ. Đợi khi nào họ bắt xong là lội xuống bắt hồi lại. Cũng được bữa cá lộn xộn, nào là cá rô, cá sặc, cá lóc về kho tiêu hoặc nấu canh chua. Cái thời đó cá tép nhiều lắm, có hôm về ăn không hết. Còn dư đem đi muối lại chiên ăn vài ngày. Nói vậy chứ nhầm bữa về với giỏ không chỉ được vài ba con cá rô phi. Với cuộc sống ở quê nhiều thứ khác thì không có, chứ cá tép nhiều lắm. Một buổi đi về với món cá sặc kho tiêu với tớp mỡ. Vị ngọt của cá hòa với vị béo của tớp mỡ và cay cay của tiêu tạo nên một hương vị món ăn rất đậm đà, khó quên. Nhắc đến sản vật của quê hương, không thể thiếu cá, cua, tôm tép, ốc. Nhiều loại sẽ tạo ra nhiều hương vị biệt đồng khác nhau, để ai đã thưởng thức sẽ nhớ hoài, nhớ mãi. Đặc biệt là cá lóc nướng trui, cuốn với rau sống, chấm mắm chua ngọt thì dịu ngọt hương đồng. Người dân quê tôi quan điểm con cá bán ra tiền xài cũng hết, nhưng đã có lòng lựa chọn con cá ngon để ăn vì đó là thành quả lao động của một ngày vất vả, coi như phần quà tự thưởng cho mình. Bọn trẻ cũng tự thưởng cho mình một bữa cá lóc nướng trui, nhất là cá vừa bắt lên, đem lụi ngay vào đống rơm hay đống lá chuối khô. Cá chín dậy cá khét, bốc lên một mùi hương đặc trưng của cá đồng nướng trui, khiến bụng dạ cồn cào cá lên. Thịt cá còn chắc nịch, vừa thơm vừa ngọt, ăn rồi nhớ mãi không thôi. Tuy là vùng đất cằn cỗi nhưng nhà tôi lúc nào cũng có trồng rau đủ loại. Một là để ăn, hay là có thể đem ra chợ bán để đổi lấy muối, đường, bột ngọt dùng hàng ngày. Với những đọt rau muống xanh mướt, dương bình với vùng đất nghèo khó, trồng gì thì ăn nấy, nên mâm cơm lúc nào cũng có rau muống nấu canh chua. Có khi anh em tụi tôi thấy có thêm vài đọt lục bình thêm phần hấp dẫn. Nhưng ngày nay, với tôi nó là một hương vị khó quên, nhờ có nó góp phần thêm cho bữa cơm gia đình tôi phong phú. Điều trân trọng nhất trong những bữa cơm chiều đầy đủ ông bà, cha mẹ và các con, bà tôi thường hết khen gọi món này tới món khác, cũng chỉ vì ông muốn những đứa con ăn ngon miệng mà quên đi rằng mâm cơm quá đổi giản dị, đơn sơ, bình thường như những mâm cơm các nhà nghèo nó khác. Giờ có tiếng nói của mọi người mà bữa cơm thật sự ngon hơn hẳn. Chuyện làng quê trăm bề cực khổ, nắng cháy da lưng, mưa ướt đầm mặt mũi, và khi vào mùa công việc, nhiều khi bữa cơm cũng có phần chọi giả. Những món ăn giản dị với nồi cơm đã ra đời đều đáp ứng sự nhanh gọn và tiện lợi trong khâu nấu nướng, vài con cá kho, tô canh chua chỉ cần vậy thôi. Vậy là sau những buổi làm mệt nhọc đã sớm có mâm cơm giản đơn, nhanh gọn nhưng vẫn ngon và đủ chất. Với những bữa cơm chiều mẹ nấu nồi canh chua ăn kèm cùng những loại rau vườn nhà có sẵn vừa chan vừa húp thật là ngon tuyệt. Những món ăn dân dã của đồng quê tưởng chừng như cũ dần mất hút theo năm tháng nhưng không phải vậy. Những hương vị cũ đã nhờ vào sự nhớ nhung quan niệm của con người mà trở lại một cách đàng hoàng, ghi tên mình vào những món ăn trở thành đặc sản ở các nhà hàng sang trọng được thực khách tấm tắc khen ngon. Bữa cơm chiều nhà nghèo có đầy đủ cha mẹ, anh chị em năm xưa. Trong tôi luôn mãi khắc ghi hình bóng quê nhà, hình bóng của thôn quê một thuở thiếu thốn trăm bề. Nhưng tình cảm gia đình thì luôn giàu dạt, yêu thương,